OK, Đức Tuyển thì tại hệ thống VinFast xin chào các bác nhé. Thì có rất nhiều bác hỏi mình là có nên vệ sinh quang máy cho xe ô tô định kỳ hay không. Còn nếu trường hợp mà không vệ sinh quang máy đúng cách hoặc định kỳ thì nó sẽ xảy ra những tác hại gì, thì hôm nay mình sẽ phân tích và giúp các bác hiểu cái vấn đề này cực kỳ đơn giản nhé. Thì thường như bên mình vẫn hay khuyến nghị khách hàng là khoảng trên dưới 6 tháng thì các bác nên đi vệ sinh định kỳ quang máy một lần các bác nhé. Nếu trường hợp như của anh khách đây, đây là một chiếc xe Fadin, khoảng độ 6 đến 8 tháng anh chưa vệ sinh lần nào thì nó đang gặp cái hiện tượng đây, như ở bên trong này đã có hiện tượng chuột bọ ở bên trong này, và nguy hiểm hơn là có một số xe thậm chí mở capo ra nó còn có xác động vật chết bên trong, đó là chuột bọ làm tổ ở bên trong khoang động cơ, gặm nhấm các chi tiết dây điện cực kỳ nguy hiểm. Và cái tác hại thứ hai đó là toàn bộ phần bụi bẩn nó cắn ở trên bề mặt khoang động cơ này và các chi tiết rắc cốt vân vân. Khoang động cơ mà bị bám bụi, nhiều bụi bẩn thì dẫn đến trường hợp là không khí nó từ đây nó chui vào. Khoang máy của bác không tản nhiệt tốt được như lúc ban đầu do bị một lớp bụi bẩn nó bám chặt ở bên trên, ảnh hưởng đến độ bền, tốn nhiên liệu. Và hai nữa, các phần tiếp điểm nó bị oxy hóa hoặc là bị bụi bẩn tiếp xúc không tốt thì hay gặp phải tình trạng hỏng hóc khi các bác đi ở trên đường, nó rất nguy hiểm. Vậy OK, thì các bác cùng mình tìm hiểu thì quy trình vệ sinh quang máy ở tại hệ thống VinFast thì đúng cách thì có gì khác biệt các bác nhé. Thì bước đầu tiên bao giờ kỹ thuật viên cũng sẽ tiến hành chuẩn bị dụng cụ đồ đạc và dung dịch chính hãng chuyên dụng để vệ sinh quang máy. Bước đầu tiên bạn ấy sẽ dùng vòi hơi để loại bỏ toàn bộ qua các vết bẩn ở trên khoang máy. Bước thứ hai thì sẽ tiến hành dùng dung dịch chuyên dụng để tẩy rửa và làm mềm các vết bẩn cứng đầu bám trên khoang máy và những phần nhựa. Bước thứ ba thì bắt đầu tiến hành dùng vòi hơi cao áp để loại bỏ toàn bộ những vết bẩn sau khi đã được làm mềm và vệ sinh. Bước thứ tư thì kỹ thuật viên sau khi đã làm mềm và loại bỏ vết bẩn tiến hành làm khô, kiểm tra lại lần cuối và dùng dung dịch để dưỡng lại cái phần cao su, phần nhựa cho khách hàng, giúp động cơ không những được sạch sáng và không bị oxy hóa mà các cái chi tiết nhựa cao su này nó sẽ được mới lại, được dưỡng lại, không bị hiện tượng rạn nứt. OK, cảm ơn các bác đã theo dõi, chúc các bác thành công.